Lao Hiro ơi, câu cá từ nãy Trời giờ được con ơi. nào chưa? Trời Chưa, trời ơi, ơi, nói 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 cái gì vậy, gì vậy, trời trời. Ủa, trời qua nhà mày, qua nhà mày, trời mày có trộm kìa, nhà mày có trộm. Trời ơi, ừ, chắc vậy rồi. Thôi khỏi đi cầu đi đi, đừng này cho nhanh đi nè. Trời ơi, bà bơi nè. Cái gì vậy mèo? Gì khóc vậy hả mèo? Cái gì vậy? Ta? Kênh của tôi với kênh của ông bị gì mất tiêu hết clip rồi. Trời ơi, là trời. Trời ơi, trời ơi, là trời. Tôi buồn quá. Trời ơi trời ơi, nhảy xuống sông luôn. Nhảy xuống sông luôn. Tôi theo luôn nè. Trời ơi. Ai mà tính ra là tôi với mèo quyết định rồi mà. Hả? Thật ra là mất clip là đâu có gì, nó rất là bình thường, không sao đâu. Mình vô nhà mình giải thích chuyện này đi. Sao bình thường nữa? Tôi im lặng, tất cả im lặng. Chuyện đông rồi chứ vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Mọi chuyện đâu cục rồi đó. Chị này nhảy độc lên mới được. Bình tĩnh rồi. Không thể nhảy yên được. Rồi bạn gái của tôi qua đây. Đủ 50 ngàn like rồi bạn gái qua đây. Đủ 50 ngàn like. Rồi. Thì mèo với lại Red Hood quyết định rằng hai người đã sẽ từ bỏ kênh một thời gian. No. Chứ sao? Không phải là từ bỏ kênh. Tại sao lại từ bỏ kênh? Thì nó kỳ quá à. Kỳ quá à. Trời ơi, quyết định ta đã quyết định bỏ kênh rồi. Thật ra thì em với Red Hood định sẽ bắt đầu một cuộc bắt đầu một một cái gì ta kia một cuộc sống vợ chồng hay là một cuộc sống mới vậy quá sẽ bắt vậy đầu mình... một chiến dịch mới đúng rồi nhưng mà bên kia là chỉ lý do cọc cạc thôi phải không? Tại vì kênh vậy nè, kênh của em với ông Hood là tạm thời là không thể nào up clip bên đó được nữa rồi, tại vì tụi em đang thực hiện một chiến dịch mới. Một chiến dịch mới, chiến dịch hai người trong một kênh hả? Hay đúng rồi đó. Chị bên đang nói ba này ba ba đi đi trong mà nó đúng trong cái tâm mình là gì vậy ta? Ê, đúng rồi, tại vì mèo với Hood giờ là thôi mà. Chị nói như vậy nè, sau khi được 50k like từ cái clip con Red Hood thì em đã suy nghĩ lại. Kênh của em với Hood thì tạm thời sẽ ngưng hoạt động một thời gian. Nếu mà chậm là có thể là một tháng. Còn nhanh, nếu mà nhanh thì có thể là một tháng, còn chậm thì có thể là tầm một tháng rưỡi trở lên. Và trong thời gian đó thì tụi em sẽ cùng nhau hợp tác lại làm video ở bên kênh Pirate TV. Yeah. Ủa dạ? Yeah. Là hối với mèo chung một mái nhà. Wow. Chung một mái kênh thôi, còn việc chung một mái chung nhà. Một ê mèo. Hả? Mọi người nói mình chung một mái nhà kìa, tại sao mình không thử vậy đi ta? Khoan, từ từ để tôi nói. Bây giờ thì kênh của Mèo Channel và kênh của Red VPN sẽ tạm thời ngưng ra clip tầm khoảng một tháng rưỡi. Và trong khoảng một tháng rưỡi đó thì tụi em sẽ chuyển qua bên kênh Pirate TV. Tụi em sẽ ra clip thường xuyên, hai tụi em sẽ về chung một kênh đó và làm. Và nếu như mà mọi người yêu, vẫn còn yêu thích Mèo và Red Hood thì mọi người hãy cứ khoan thẳng xem clip ở kênh Mèo Channel và Red Hood VPN đi. Mọi người hãy nhanh chóng qua nhấn subscribe và nhấn vào cái chuông cho kênh Pirate TV để mọi người có thể nhận những video mà Mèo và Red Hood sẽ hợp tác với nhau. Ôi mà kênh này tôi nghĩ là ra clip đều đều luôn á. Một ngày có thể là 2-3 clip luôn á. 2 clip trở lên. Thiệt không đó. Em để sao mong chờ đó. Không, một clip có, một ngày sẽ là một clip đi. Một clip là chắc chắn là ngày này cũng có luôn. Còn hai clip thì có thể là chắc lâu. Tại vì tụi em đang có một cái chiến dịch mới nữa. Tụi em đang bận bịu chiến dịch quá không? Tụi em nhiều chiến dịch. Tụi em bận bịu nhiều chiến dịch quá. Mới về chung một nhà nên còn bận về chung một kênh còn bận bịu lắm. Bây giờ mình phải ăn hẹn rồi với nhau rồi để cho hai người phải tập làm quen rồi với nhau rồi. Chưa có quen được, mình phải sắp xếp thời gian. Nó quen cái thói với nhau không? Đúng rồi. Mới là làm tôi xài. Tại vì hôm qua clip của ông Hood đã được 50k like rồi nên tụi em cần phải sắp xếp thời gian lại. Và sắp tới đây thì tụi em sẽ về chung một nhà hả Hood? Không biết. Chị ai ta nhà hả? Đồ thôi, em với ông Hood đồ thôi. Nhưng mà thôi vậy được rồi ha, nên mọi người yên tâm nha, cứ qua bên kênh Panda TV hãy chờ và đón clip của Mèo với Hood nha. Ê mèo tính ra nè, chị Panda trên đầu quả là Panda giận người giận dữ. Người giận Hero, kẻ hôi thối và mèo là con mù. Con mù. Còn tôi trên đầu tôi để chữ gì vậy? Không, ông là dưa hấu. Không, tôi để Smelly luôn nè, người hôi thối luôn. Ủa vậy tôi với Hero là hai thằng hôi thối. Hero theo tôi là giờ mình cùng nhau chạy đi làm clip bên Pirate TV nè mọi người ơi. Bắt đầu đi. Wow, bay đi thôi.